Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu rồi tôi chưa làm clip về series Camera Rookie. Thì tôi sẽ tiếp tục làm với Camera Tiger ha. Thì tôi có đặt mua cái cục này nè. Đó. Đặt mua cái cục này để làm wristband cho Tiger, nhưng mà nó kêu lâu quá, mấy bạn thấy nó tận tháng 4 rồi. Thì tôi không muốn là mọi người đợi lâu cái gì nên kiểu tôi sẽ làm luôn đó, và tôi sẽ tự thêm hiệu ứng hình ảnh sao đó. Thì về phần hộp thì vẫn như mọi khi có Bandai biểu tượng nè, logo Bandai ghi Tiger. Ở phía sau thì có cặp Striven, là cặp móng vuốt nổi tiếng luôn nè, Advent mấy này đó, Final. Ok, chúng ta mở hộp thôi. Đây, tên trang web để mua có cái dấu luôn rồi đó. Thì bạn hướng dẫn thì Tiger không có nhiều phụ kiện mọi người. Tiger chủ yếu chỉ có cây rìu với lại cặp móng vuốt thôi đó, nhưng chủ yếu có cây rìu với cặp móng vuốt, không không có nhiều phụ kiện mấy. Để tôi để cao một tí. Ok, đây phần ông ngừ để tôi lấy ra ha. Chúng ta sẽ để cái hộp vào một bên đây, tôi lấy ra ý. Rồi thì chúng ta sẽ review ông người trước tất nhiên. Thì đây là Kamen Rider. Ê, để chỉnh lại cam. Rồi, đây là Kamen Rider Tiger chúng ta. Thì bằng phần đầu thì xoay khá là dễ. Phần đầu thì xoay thì đấy. Không xoay 360 độ tại nó có khớp cổ cắn nè, đó. Phần bả vai thì nhấc lên chút xíu được, đó. Cánh tay thì xoay được có tận đây thôi tại kẹt cái lớp bả vai nè, đó. Xoay rất là tốt luôn, đưa lên được như vậy, đó. Xoay được chút xíu phần bắp tay, khuỷu tay đó. Này không nói rồi, bên đây cũng tương tự, xoay được lên đây thôi tại kẹt cái lớp bả vai. Rồi bắp tay xoay được một chút xíu đó, khuỷu tay đó. Và tất nhiên bộ bài thì chúng ta vẫn có thể lấy ra được. Đây thì đây là biểu tượng của Tiger đó, biểu tượng là một con hổ đó. Ta để vô lại Henshin. Đó. Phần chân thì đưa lên cao được, đưa xa sau được một chút xíu, đưa lên cả bên bên ngang được tại có khớp nối đây đó. Bắp chân rất nhiều, muốn xoay được rồi đó. Khuỷu chân rất là tốt. Phần khớp cổ chân thì đưa lên được, mới lại khớp ngón chân đó. Ok, tiếp theo là tôi sẽ để ông người qua một bên. Tiếp theo là về phụ kiện. Phụ kiện thì chúng ta sẽ đến với cái vũ khí, cái đồ chơi để bỏ kẹt vào, đó chính là cây rìu Death Visor đó. Tại vì tên con cảnh sát monster là Death Rider nên kiểu cây rìu nó sẽ là tên là Death Visor, thì nó là cây rìu rất là đẹp. Đây phần mũi nhọn là mọi người thấy không, mũi nhọn là đó, mũi nhọn hai bên này cũng mũi nhọn nè đó. Còn khi chúng ta nhét kẹt thì chúng ta sẽ đẩy cái phần này lên một chút xíu đó, để mọi người thưa thấy dư cái chỗ này á, để mọi người nhét kẹt vào đó, xong mọi người đó. Thì cái rìu nhìn rất là đẹp mọi người. Rìu rất là đẹp, có đầu con hổ đó. Một phụ kiện nữa cũng là thứ mà giúp cho Tiger được nhiều người ưu ái, đó chính là cặp móng vuốt đó. Cặp móng vuốt Striventle đây chính là cặp móng vuốt Striventle. Thì mấy ngón này, mấy ngón tay này á, thì nó mềm như mọi người đó, mọi người thấy không, mềm
mềm để mọi người chỉnh điều chỉnh được đó, có cái cũng mềm nè, nên mọi người điều chỉnh được tư thế nào mọi người thích đó. Thì bên đây cũng tương tự đây, mình cũng phải này là bốn cái ngón mình ngón tay đó, nó mềm nên mọi người chỉnh được. Ừ. Thì bên đây có lớp giấy thì để tôi lấy ra đó. Ok, thì lúc mọi người gắn stride vein đó thì mọi người thấy hơi tối nha. Chờ tí để tôi bật đèn lên, đèn pin lên. Rồi đó, mọi người thấy có một cái lỗ nhỏ không? Đó, cái lỗ nhỏ đó dùng để gắn vào. Thì gắn stride vein của Tiger thì cũng giống như stride vein của Ryuki thôi mọi người, có một cái lỗ nhỏ mọi người gắn vào đó. Thì cặp móng vuốt thì rất là đẹp, cặp móng vuốt rất là đẹp. Và cuối cùng thì Tiger sẽ có tổng cộng là 10 cái bàn tay là mọi người, 10 bàn tay để mình chỉnh xuống này. Tiger sẽ có tổng cộng là 10 cái bàn tay để mình lấy ra hết luôn đây. Ý. Mình lấy ra hết 10 bàn tay nè. Ok. Đây 10 bàn tay. Thì vẫn như mọi khi là chúng ta sẽ có, để mình sắp theo thứ tự cho dễ nhìn. Vẫn như mọi khi chúng ta sẽ có cặp bàn tay, mở nhưng mà ngón đóng lại. Đó, tiếp theo là cặp bàn tay mở nhưng mà ngón mở ra nè. Đó. Và cặp bàn tay nhưng mà khớp rộng để mọi người có thể cầm cầm cái rìu, cầm vũ khí á. Đó. Cặp bàn tay mở mà kiểu khớp này là khớp khớp hẹp chứ quên, này khớp hẹp, này là khớp rộng. Đó, dùng để mọi người cầm vũ khí. Điều đặc biệt của Tiger là Tiger tới tặng hai lá, có tặng hai cái bàn tay cầm Advent card, cầm nè mọi người thấy không, nó để cái tay như gì nè đó ha, tay này tay một tay hai tay cầm Advent card được, tay trái tay phải thì cũng được, cái tặng hai tay cầm Advent card nó, tại vì cái rìu cầm bên trái bên phải cũng được, nó tặng hai cái hai tay cầm Advent card đó. Thì 10 cái bàn tay rồi, rồi để một bên. Còn cái vụ mà gắn stride vein thì dễ lắm, sau khi mọi người bứt hai cái bàn tay của Tiger đúng không, thì mọi người chỉ việc gắn vào thôi. Mọi người nhìn qua mọi người cũng biết cái này là bàn tay trái, thì vì cái ngón cái bên tay trái đây mọi người sẽ gắn vào, cái lỗ bên trong á đó. Đó, gắn vào cái lỗ bên trong là xong. À, cách dễ nhất á là mọi người thấy cái miếng bên cạnh này mà đúng không, đó cái miếng này nè, thì đó thì cái miếng này miếng mềm mọi người bứt ra được đó. Bứt ra để mọi người có khoảng trống để chúng ta gắn vào, để trong phim Stride Vein này nó cầm như vậy đó. Cầm như vậy thì có cái lỗ nè, chúng ta gắn vào thôi đó. Vào được có một nửa. Ok, được bàn tay trái nè. Ừ. Ok, bên phải cũng tương tự, thì mọi người nhớ tháo cái miếng nhỏ này ra, chúng ta gắn vào. Rồi, đó, ta gắn được cặp Stride Vein rồi, thì cái này nó có xoay nhẹ được. Đó, nó xoay được, nhìn cũng khá là chắc. Ok, tiếp theo đã là làm về series này rồi á, thì mọi người không thể quên được một nhân vật rất là quan trọng, đó chính là cảnh các môn sợ chúng ta. Đây thì đây là tôi mua được cái hộp này về, thì cảnh các môn thì hộp này sẽ có là Death Rider, là cảnh các môn sợ của Tiger với lại Sakurop.
là con trap monster của tên Tip Zero. Thì con này tôi sẽ làm ở clip sau, giờ tôi sẽ lấy cái con Tiger ra trước. Thì lấy cái này hơi cực nhưng mà làm clip cho mọi người coi chứ đúng không? À, lấy cái này hơi cực, hơi cứng. Thì nó bên trong nó sẽ như vậy, nó có tặng hai lớp rồi nên nó cứng đó. Sau đó chúng ta mở này ra là xong đó. Hôm nay tôi sẽ làm review về thằng các monster Death Rider thôi. Chờ tôi tí. Thì đây, đây là contract monster chúng ta. Để anh cam một tí. Đây là contract monster chúng ta là Deathwinder, tức là con hổ của Tiger đó. Thì tại vì đây không phải là hàng SHF nên kiểu màu sắc nó không được đẹp lắm, hay là khớp nó không được nhiều, thì tất nhiên là bàn tay sẽ xoay 360 độ được đó. Mà nhớ xoay ngược lại nha. Đó, thì bên đây cũng tương tự, xoay 360 độ được, nhớ xoay ngược lại. Cái đầu thì xoay được một chút xíu thôi, tại đó, xoay được một chút xíu thôi, tại cái giáp nó, giáp cổ nó dày quá. Khớp khuỷu tay thì có đây, khớp khuỷu tay thì có, gập lên xuống được. Đó, thì cái này bứt ra được nha mọi người, tại vì nó có cái lỗ gắn ở đây là nó bứt ra được. Đó, gắn. Ừ, thì bên đây cũng vậy, gặp lại được, có khớp khuỷu tay là nó gặp lại được. Đó. Nhưng mà cái phần ngực này á, thì là cứng nhắc cứng khừ à, tôi không có lật được rồi, đó. Không có lật được. Nhưng mà cái phần bắp đùi á, thì mình xoay được như vậy. Đó. Phần đầu gối thì không có khớp đầu gối là đứng thẳng lên đâu, mà chỉ có thể xoay được như vậy thôi. Ừ. Nên kiểu khi cho nó đứng thì nó sẽ bành hai chân một tí. Bằng hai cái bắp đùi với hai cái chân ra đó, để cho nó đứng được. Đó là cảnh trác một sợ chúng ta là Death Rider. Thì nếu mà so với ông người á, thì đa phần là quá sẽ cao hơn ông ngự. Tất nhiên quá sẽ cao hơn ông ngự. Thật sự cái này là đáng lý ra phải cao hơn một chút xíu nữa, cái này là vẫn đứng tới vai nè đó, nhưng mà chắc chắn là cao hơn. Ừ. còn mọi người thấy cái bàn tay của nó không? Ừ. Đây là cái đầu ông ngừ, ok, đây là cái đợi tí đây, tôi để cái thầy thẳng ra, đây là cái đầu ông ngừ đúng không? À, đây là cái tay con quái à, như vậy nè, nó mà tát cho một phát một cái thì kiểu răng mũi lẫn lộn luôn. Đó. Thì kiểu mình mua thì có cần, nhưng mà kiểu có ít của hơn không có gì, mọi người hiểu không? Kiểu có cần các monster vẫn là cái gì đó rất là được ưu ái. Đấy, cần các monster đấy. Và cuối cùng là chúng ta sẽ, tôi sẽ để cần các monster vào một bên. Và cuối cùng chúng ta không thể nào thiếu được một thành phần rất là quan trọng, đó chính là Advent card đó. Đây mọi người thấy á, sao mờ dữ vậy, đó chỉ có 4 lá thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái này là Strike Band, Freeze Band là hiệu ứng làm đóng băng một con quái bất kỳ, hoặc là hiệu ứng triệu hồi hồi quái gì đó, thì ứng lửa gì là đóng băng nè. Advent này gọi quái và Final Vent đó. Thì tôi sẽ để ra gần cho mọi người coi. Thì chi tiết khá là đẹp. Đây, đây chính là Strike Vent là cặp móng vuốt nè. Đó. Freeze Vent là làm đóng băng quái thú nè. Đó. Advent là để gọi quái tất nhiên rồi. Death Rider đó,
Và cuối cùng là final, là biểu tượng của Tiger là hình con hổ đó. Theo là tôi sẽ làm tổng hợp giống như mọi khi là chúng ta có gì ha, làm tổng hợp chúng ta có gì thì Tiger thì sẽ có Advent card, tất nhiên có Tiger, có cây rìu Advisor đó. 10 cái bàn tay, mọi người nhớ số lượng giùm mình, 10 cái bàn tay. Và cuối cùng là không thể thiếu được là hai cặp móng vuốt, cặp móng vuốt Deathclaw. Nó bị chờ tới bị xuất cái này ra, có cái rồi đó, không thể thiếu được cặp móng vuốt Deathclaw. Đó là để tôi để gì đó là phụ kiện của Tiger. Còn con các món sợ thì mọi người phải mua riêng đó, mọi người phải mua riêng trong series Sochaku á, hồi nãy tôi cho mọi người coi đó. Thì ok, tiếp theo là tôi sẽ làm post mẫu về Tiger cho mọi người coi ha. Thank you.